Công ty Mi Motor xin kính chào quý khách. Sau đây là motor chuyển tốc, với trục ra là trục thẳng, kiểu chân đế, công suất là 2,2 kW, 3 HP 3 ngựa. Sau đây sẽ là tem của motor, sử dụng điện 3 pha 380V. Để điều chỉnh tốc độ, chúng ta sẽ điều chỉnh thông qua cái đấm vặn ở đây, điều chỉnh nhanh hoặc chậm. Đây sẽ là phần trục ra, đường kính trục ra 32mm, chốt cavet là 10mm. Đây là phần chân đế,